Thế nào là spam? Thế nào là sử dụng lại nội dung? À, Youtube nó cho up bao nhiêu video một ngày? Nó cho xóa bao nhiêu video một ngày? à, à Mình thấy cái vấn đề này nhiều người vẫn còn hiểu sai à, Trong cái group về Youtube á, Thấy các bạn tư vấn với nhau bảo là Chỉ đăng 5 video một ngày thôi Đăng nhiều hơn là bị phạm vô tội spam sẽ bị chết kênh. Rồi có bạn còn nói là à, video của mình mình đăng trên hai kênh đều được. Trừ hai kênh nếu mà hai kênh là của mình mình đăng lên đều được. Trừ khi mình lấy của người khác về thì mới bị dính vào cái tội sử dụng lại nội dung. Rồi có bạn còn nói là có à, ẩn video hay xóa video thì ẩn từ từ thôi. Ẩn nhiều quá nó cũng khóa kênh, xài bẹt. Để hôm nay tôi ngồi tôi giải thích cho nghe nè Thứ nhất về cái việc Youtube nó cho đăng bao nhiêu video một ngày Không phải 5 video Nhiều bạn nói đăng 5 video là bị spam rồi Không đúng Youtube nó cho mình đăng tối đa 120 video một ngày có thể chê, chê, xịt nhau chút chút đỉnh con số không chính xác nhưng mà nói chung là khoảng 100 video một ngày và mỗi lần tôi đăng là là những tôi tôi làm những cái kênh lớn không à kênh lớn một lần tôi đăng tôi đăng hết nấc luôn thì khoảng 120 video là nó nó bắt chờ 24 tiếng sau mới cho đăng tiếp và ngoài hai cái kênh lớn của tôi tôi cũng đăng những cái số lượng file rất là lớn không sao cả và tôi quản lý thêm hai cái kênh của bên karaoke của bên uh, trung tâm làng văn cũng đăng mỗi ngày lên cả trăm video không sao cả cho nên cái việc đăng bao nhiêu video mà bị spam á, không đúng. Mà nó chỉ bị spam trong cái tội là mình đăng 100 cái video giống nhau. Nó mới bị spam. Rồi cái lỗi spam ở đây á, nó không chỉ à, là cái việc mình đăng nhiều video, mà là nó tính vào cái chuyện mình đặt cái tiêu đề. Tiêu đề mình đặt không liên quan đến video. Cái thumbnail cũng không liên quan đến video Rồi cái thẻ tác cũng không liên quan đến video Đó là xì bam là gì? Hiểu nôm na đó là rác Rác tức là sao? Là những cái không có liên quan Rác rưỡi, thừa thải Thì là rác Hiểu như vậy đi Ví dụ như cái chuyện thẻ tác Mình dựa hơi một kênh lớn À, mình ví dụ như có cái kênh nào đó của nghệ sĩ nổi tiếng đi, ví dụ như kênh ông Trấn Thành thì đúng không? Cái mình mình đăng video của mình cái nội dung mình không có nói gì tới ông á. Mà tự nhiên trong cái thẻ tác mình đem mình mình tác cái tên ông ấy vô, mình để cái tên là Trấn Thành vô đó. Là cái đó mình đang dựa hơi. Đó là dạng Sị Bam Cái thẻ tác nó không liên quan đến nội dung mình đề cập. Trừ khi cái clip mà mình mình làm bữa đó mình có nói đến chủ đề ổng thì mình mới được để. Còn những cái clip mà mình nói nó chả có liên quan gì hết mà mình để những cái tác nó không có liên quan gì đó, đó là spam đó Và đặc biệt là mình dựa hơi những kênh lớn thì nó nó quét rất là nhanh nó quét càng chết ác nữa Còn có thể mình để những cái tên cái 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 tag nó không liên quan nhưng mà nó không có ảnh hưởng lắm Mà những cái người cái kênh đó nó không liên quan nổi tiếng lắm thì cũng không, có thể là bị nổ qua Nhưng mà càng dựa hơi những kênh nổi tiếng càng lớn thì cái khả năng chết kênh càng cao ừ. Cho nên cái thẻ tác là chỉ để những cái tác, à, những cái thẻ từ khóa, thẻ tác tức là từ khóa đó liên quan đến cái nội dung clip mà mình đề cập. Rồi một cái nữa, được bị được tính vô spam tức là sao? Là tiêu đề đó, cái tiêu đề mình giật tiếp, nó không có liên quan đến nội dung. Rồi cái phần mô tả cũng vậy. À, trong cái thumbnail cũng thế, à, mình để mang tính chất giật tích câu view nó cũng bị liệt vô cái tội spam. Si Và một cái loại spam si nữa là nhiều người ít ít biết nè. Đó là mình đi mình bình luận cùng một câu bình luận nhiều lần trên kênh của mình hoặc trên kênh của người khác liên tục cái tần suất nó liên tục thì nó cũng bị dính vô cái tội spam. Si Đó, đừng có phải là mình đi qua kênh người ta mình muốn uh, uh, tương tác với người ta nhưng mà mình không có coi nội dung, mình không có coi video mình không có hiểu mức giá video nói gì cái mình copy lại một cái câu nào đó mình dán vô xong mình đi mình rải các video của cái kênh người ta kênh mình cũng chết và mình rải trên kênh của mình liên tục mình rải bập 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 một ngày liên tục vậy đó kênh mình cũng chết ừ. đó là những cái xì à uh, nó, nó, nó liệt vô cái tội xì bam còn à uh, thế nào là nội dung sử dụng lại cái nội dung sử dụng lại nhiều bạn còn hiểu ở cái hiểu sai ở cái chỗ là mình lấy của người ta về mình đăng thì bị dính tội sử dụng lại nội dung cái đó chỉ là một phần thôi còn có bạn hỏi là mình có hai kênh à, mình đăng một video trên hai kênh có sao không thì một số bạn vô tư vấn bảo là của mình thì không sao mình lấy của người khác về mới có sao cũng không đúng ngay cả khi mình đăng trên cùng một kênh thôi đó mà của mình á, mình tạo ra nhưng cái nội dung nó na ná nhau cái hình ảnh nó cũng na ná nhau mình đăng nhiều nhiều tới cái mức nào đó nó cũng phép vô sử dụng lại nội dung nó vậy đó chứ không phải là mình lấy của người khác về mới là dính uh, sử dụng lại ngay cả của bản thân mình mình tự tạo ra mà mình đăng mà nó còn khác nhau đó nhưng mà nó nhìn nó na ná nhau nó cũng phép nội dung thì ở đây nó có quy định à? nó có quy định rõ ràng cho cái tội mà sự nội dung trùng lập nó ghi là những video có vẻ như được sản xuất hàng loạt hoặc được tạo tự động những video này không cung cấp nhiều kiến thức hoặc mang lại giá trị khác cho người xem thì ở đây nó có liệt kê là những cái việc mà mình được làm chẳng hạn như là ví dụ như về nội dung được phép kiếm tiền đó là bạn có phần giới thiệu và kết thúc giống nhau cho nhiều video nhưng phần lớn nội dung của video thì khác nhau tức là cái phần khác nhau nó phải nhiều hơn cái phần giống nhau rồi nội dung tương tự nhau nhưng trong mỗi video bạn bàn cụ thể về một chủ đề mà bạn đang tập trung vào rồi cái thứ ba là những đoạn video ngắn nói về những đối tượng tương tự nhau nhưng được biên tập cùng nhau để giải thích về mối quan hệ giữa các đối tượng đó đó là những cái mà nó tương tự nhau mà nó cho phép mình làm mình không có bị liệt vô cái tội nội dung trùng lập và đây là cái tiếp theo là những cái điểm mà mình lưu ý sẽ dễ dính vào nội dung trùng lập đó là ví dụ như nội dung không được phép kiếm tiền như đây loại nội dung rập khuôn hoặc được sản xuất bằng công nghệ lập trình có vẻ như lấy từ những công ty sản xuất nội dung theo thuật toán. Cái nữa là những kênh có nội dung lặp lại tương tự nhau hoặc nội dung vô bổ không có lời bình luận hoặc tường thuật. Tiếp theo là những bài hát đã chỉnh độ cao hay tốc độ nếu không thì sẽ giống hoàn toàn với bài hát gốc. Đó, rồi nữa là Nội dung chỉ là các bạn đọc lại những tư liệu mà bạn không phải là người sáng tạo gốc như văn bản trên những trang web hay là các kênh tin tức. Đó, cho nên đọc lại những cái trang web hoặc là các kênh tin tức là cũng dễ dính sử dụng lại nội dung. Thành ra bây giờ những cái kênh tin tức là nó chèn mặt người cho nói không? Nó, nó nó có đọc lại nhưng mà nó phải nó chiếu cái cảnh nó đứng nói thì cái đó không có bị dính. Còn mà quay nguyên cái trang web là dính. Rồi cái nữa là các bản trình chiếu ảnh hoặc văn bản chạy trên màn hình à, có rất ít hoặc không có lời tường thuật. Đó là cái dạng slide ảnh đó. Thì đây là những cái mà nó liệt kê là mình không nên xài để tránh vô cái tội nội dung trùng lập. Nhưng đây chỉ là một phần thôi. Thực tế khi mà mà nó vẫn có những cái lỗi ngoài những cái lỗi này mà nó quánh mình. Chứ không phải là chỉ có bốn năm cái này nó liệt kê ra đâu không phải đâu vẫn dính đơn giản như nếu mà mình đọc sách à có nhiều bạn hỏi đọc sách có sao không có sao à, đọc sách thứ nhất là không được lấy giọng của robot cái thứ hai là à, cái hình ảnh chết là bị kênh tôi hồi xưa bị cái lỗi đó, đó đó sau đó thì tôi xóa hết đi thì nó bật kiếm tiền lại và bây giờ là tôi phải tìm cách là tôi chèn cái mặt tôi vô thì bây giờ cái mặt đưa vô để làm gì thì thôi quay cảnh sinh hoạt hàng ngày đưa vô giống như giả vlog giả thực ra người ta nghe sách người ta đâu cần coi người ta nghe thôi, à, người ta muốn nghe nghe còn mình đưa cái hình mình vô để đánh lừa cái uh, youtube để cho nó hiểu đó là một cái dạng video chứ nó không phải là dạng audio thì để qua được cái bước uh, nội dung uh, trùng lập thì đó là những cái lỗi mà dễ bị chết kênh mà nhiều người cũng uh, không có hiểu lắm nhưng mà lại cứ thích đi tư vấn cho người khác làm cho thế giới hoang mang <laughs> cộng đồng thêm hoang mang <laughs> à cái việc mà nhiều bạn còn tư vấn ở trường hợp mà bị đánh gậy á thì ẩn video đi để cho người ta khỏi đánh tiếp bậy ẩn rồi vẫn quánh bữa hổm tôi bị quánh ẩn rồi đó vẫn quánh là sau khi tôi ẩn hết các loại sách rồi mà trong cái cuốn sách đó có một cái cuốn truyện của thánh giống nó chèn có một xíu nhạc thôi mà cái video đang ẩn vẫn bị đánh bạn quyền như thường cho nên là chỉ có xóa đi thì mới nó mới không quét ra còn mình ẩn như vậy là chỉ mình chỉ qua mặt những cái người như cá nhân họ không có công nghệ cái công cụ để họ quét hoặc là họ không có dựa qua một cái nét còn cái chuyện cái nét nó vẫn mình có ẩn video cái nét đó nó vẫn dò ra được các cái nét nó dò ra được hết nó quánh được hết cho nên là video ẩn ẩn vẫn quánh bản quyền bình thường còn mà nếu mà nhắm nó không có phải không không còn an toàn nữa nên xóa đi. Rồi sẵn đây bonus thêm. À có bạn hỏi là mình lấy uh, hình ở trên mạng về mình đăng mình làm mình về màn hình video có bị bản quyền không? Rồi mình đọc truyện uh, kiếm hiệp này kia đó có bị bản quyền không? Hình như các bạn vẫn chưa hiểu được hai cái chữ bản quyền. Bản quyền tức là sao? Cái diễn phải của mình thì mình không được xài. Nếu không được phép vậy thôi còn mình xài mà mình không xin phép đó là đang vi phạm bản quyền rồi còn cái chuyện người ta có đánh mình hay không là hên xui à đánh bản quyền không phải youtube nó đánh mà là tác giả họ đánh à đánh bản quyền youtube nó có hai dạng một dạng thứ nhất đó là cái tác giả đó đăng ký với youtube trước và phải trả một khoản phí lúc trước tôi có cố tìm hiểu cái này à, cái phí hình như là một video là phí khoảng 50 đô đó cho một video đó thì thường thường á nó chỉ áp dụng cho phim và nhạc thôi những cái nhạc nổi tiếng phim nổi tiếng này kia thì người ta áp dụng à, tại vì phí nó cũng không có rẻ thì cái những cái tác giả đó họ sẽ đăng ký với youtube là đây là bài hát của tôi đây là phim của tôi tôi đăng ký bản quyền rồi thì trên hệ thống youtube nó đã lưu những cái sản phẩm đó lại rồi sau này bất cứ ai đăng lên thì cái hệ thống nó tự động nó dò nó thấy trùng khớp mà nó phang gậy luôn cho nên đó đó là có những cái video mình đăng lên là mình bị ăn bản quyền ngay tức thì luôn Mặc dù chưa đăng xong đã bị ăn bản quyền rồi Đó là những cái bản quyền mà tác giả đăng ký trước với Youtube Thì nó quét Còn cái loại thứ hai đó là tác giả họ không có đăng ký Và cái đó không cần phải đăng ký Thì bây giờ mình lấy của họ mình đăng Mình đăng thì mình cứ đăng, đăng lên vẫn bình thường, vẫn trót lọt Có khi một năm, có khi một tháng, có khi 10 năm tác giả mới phát hiện không chân đâu biết được cho nên đó, đó gọi là dựa vào sự hên xui một ngày đẹp trời, tác giả đi dạo, thấy sản phẩm của mình bị thằng nào nó đăng Quýnh quý cho cái gậy rồi xong. Đâu 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 có khẳng định được là em đăng như vậy có bị bản quyền không. Có bị đánh bản quyền hay không phải hỏi hỏi tác giả. Xem tác giả thấy tác giả có cho qua không. Tác giả không cho qua thì tác giả quấn thôi. Không phải là lỗi YouTube mà không phải lỗi của ai cả, không có hỏi được ai, hỏi là hỏi chính cái tác giả đó. Giống như giờ có người lấy lấy video của tôi về đăng, nếu mà tôi thấy tôi chẳng làm gì thì người đó sống mà nếu mà tôi thấy tôi ghét quá tôi quấn cho gậy thì cái đó là quyền của tôi mà youtube đâu đâu có nói gì đâu nhưng mà bây giờ youtube nó có một cái công cụ hỗ trợ là nó sẽ quét bây giờ bây giờ nó, nó 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 dò trước là nếu như ai đăng trước thì người đó những người đăng sau nó sẽ báo báo là bạn có những cái video đó nó tương đương bao nhiêu phần trăm giống bao nhiêu phần trăm video của mình thậm chí cái người đó không phải tác giả đơn giản là họ lấy cấp trước rồi họ đăng trước rồi những cái thằng khác lấy cấp sau đăng sau thì cái thằng ăn cấp trước nó quét được là cái thằng này ăn sau nó quánh trước đi tại vì bản thân nó cũng ăn cấp người ta mà nó quánh trước cho chắc nó là vậy đó cho nên á, là cái gì không phải của mình thì chắc chắn là sẽ có rủi ro còn rủi ro như thế nào hên xui không không ai nói trước được hết á mà nhiều khi mình bị quánh không phải chính tác giả quánh mà bị cái thằng ăn cắp khác nó quánh mình vậy mới đâu cũng ăn cắp như nhau mà còn quánh nhau mới ác. <laughs> cho nên bây giờ làm Youtube khó rồi. Nó đòi hỏi phải có sự sáng tạo. Chứ nó không có cho cái chuyện mà mình lấy của người khác về để mình xài lại nữa. Thành ra bây giờ á, nếu mà không có một cái gì khác biệt nổi bật thì kênh nó cũng rất là khó. Khó mà, 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 mà phát triển. Nhưng mình thì mình thà mình sống lưỡi thủi vậy đó. Nó quen rồi mình lại sợ phát triển không phải không phải là ai, không phải là không muốn phát triển cũng không đúng tại vì cái khai lượng khán giả của mình á, nó kén chọn nó chỉ có một phần nhỏ trong tổng dân số thôi thì không thể nào nổi bằng những cái kênh to kia được mà các bạn ý đi những youtube bơ mà kênh nào càng to thì từ từ chết hết có nghiệm thấy không thứ nhất là cũng có thể do họ sướng quá họ hóa rồ họ không còn phân biệt được đúng sai, thành ra khi mà họ làm những cái clip nó lại bị phạm lỗi mà bản thân họ không biết, bằng bằng họ họ ngông cuồng quá, họ ngủ quên trong chiến thắng, thì họ phạm một cái lỗi nào đó, cuối cùng chết, ha rất nhiều những cái kênh lớn lớn chết mà không những chết mà còn đi tù nữa, đó, rồi giống như kênh Thơ Nguyễn, như chỉ là một cái nếu như một kênh nhỏ mà nói những cái điều đó thì nó lại rất là bình thường còn đối với một cái kênh lớn cả 7-8 triệu subscriber thì nó lại là vấn đề khác. Thì đó cũng là một cái bài học cho những người mà khi mà có cái sức ảnh hưởng lớn á, thì càng ăn nói càng phải cẩn trọng. Đó là không phải là không phải cái điều đó không phải ai cũng làm được. Cho nên hả ham quá, chèo cao thì té đâu. Đó là lý do tại sao tôi không thích là quá nổi như những cái kênh khác. Thả im 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 vậy đó, an toàn. <laughs> an phận thủ thường an toàn mình chỉ mong những người mà thật sự quan tâm đến thôi chứ mình cũng không cần những người không quan tâm vô cho nên cái đối tượng của mình đâu có nhiều được nó chỉ ở cái mức bình bình đó là nhiều rồi đó ở mức bình bình là nhiều rồi là đạt yêu cầu rồi chứ còn mộng gì cho to càng mộng to càng chết bây giờ mình mộng to đi nếu như mình mình được to đi đúng không mình không vào nét à, các nét nó cũng quánh cho chết đằng nào cũng chết à cho nên cứ nhỏ lẻ sống mình khỏi phải phụ thuộc thằng nào đó Làm nhiều ăn nhiều Không có khỏi ăn chặt cú <laughs> Đó tôi vậy đó Tôi thích sự khác biệt Tôi luôn đi ngược với số đông cho nó bá đạo <laughs>